con được cái huệ, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhĩ, huệ nhãn, sáng suốt, mở trí, thông minh, nhìn xa, hiểu rộng, nhìn đâu thấu nấy, thấu cho được người tà, người chánh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày mà tu tịnh chuyên căn, làm đường ngay thẳng, có thằng độ cho. Gán lo niệm Phật mà Phật lo cho mình. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí mà dành tư làm gì. Còn cái vụ vô dây là mình không có thấy cái đó, mình nói mà chưa có nói được cái đó. Đâu chấm chấm. Bây giờ mình nói giữa giấc ngủ với giấc ngủ đi ha. Được rồi. Tại vì á, tôi á là có theo dõi cái kinh của hàng cháu nè, cho nên tôi thấy là gì cái đường lắm ở trong máy. Mà những cái đó là cho nên là tôi muốn dẫn Nhi ở bên ngoài. Chị muốn lên là về Bốn Bình Thiên nè, quê hương của em với Nam Kho nè, là Nhi đang ở đây đó, là chị về nào thì chị em mình vui vẻ đi, rồi bữa nào về Cò Mấu đi, rồi qua nhà em sát coi nè. Người chị về vậy vậy cũng có lệnh về Bốn Bình Thiên đó. Mình còn nhỏ người ta cụ cả đoàn, ta đi ta đi nhắm mắt tới là nậu, mình chưa nhắm mắt tới là nậu. Hiện tại ở ngoài vậy đấy, sáng đi muốn về đây gì muốn tiên tới sáng của Nhi á là còn nhỏ nhập bên lắm lắm đi ở là nhiều vậy. Nhập bên giờ về đây đây bắt tôm nướng đãi bà, con tôm nướng đúng mày. Vậy nhờ cho nên những cái lời nói đó, vậy đó nói, có tủ đây nè, nói với mình là lớn tuổi, dạ, nhưng mà đà. Mình nghe chị á, nghe nó nói là hả, mời bà tính về đây bắt con tôm với bún nướng đại bà, con tôm với bún. Mà còn con người ta không biết, mà ta nghe, ta đâu biết đúng sai, còn nói với mình biết. Cho nên quý ông về mở khẩu nghe nói. Dạ biết. Bà Tính có đi lễ Bác Hồ cho nên bà Tính biết. Bà Tính có đi lễ quê nội quê ngoại lên đền Hùng Vương rồi bà biết. Bà Tính mới có việc đền Hùng Vương mà. Đông không thú thọ đền Hùng. Con rồng cháu giống quốc tổ. Đánh cha rồng mẹ tiên Hùng Vương mẹ tổ. Tôi về định Thái Sơn lúc nào tôi cũng để ý coi có gặp như không, mà tôi không có được gặp. 2 năm không có đi. Có một năm nay không có đi, có thấy quà cái gì bà nói nghe bà. Lo chăm sóc cậu đó đi cho đàng hoàng đi. Dạ, ở đây ai giống bỏ ông đó đâu. Bà Năm biết cho hồi đó vụ gì tôi bỏ. Bà Năm biết cho tôi bỏ bà đâu vừa. Lâu lâu mà cô cháu mình có tâm sự mà mới được gặp nhau để cô mình mà thương. Tự giờ tôi nghe mà cô hai nói chuyện đó là con rất là yêu mến cô, là rất là nói vàng ngọc của cô đó. Cô nói cho nghe tại vì cô được nghe không? Cho nên là cái gì cô biết thì cô nói à, thì không biết thì thôi chứ cô không có hiểm cái gì hết trơn á. Không phải. Nhưng mà tự giờ cô nói như thế này nè, tại vì cô nghe đó là bây giờ mình kêu sát thủ đi nha em út ba. Chứ mình có dám nói cái dung như mình có thấy không? Trời á, là từ giờ là nghe em út đó nói chuyện với cô Tư Lành đó, cho nên hai bên thấy là vậy, là bên em út cũng khá quá đi, nói gì đó ai cũng mừng đi, nó muốn ăn sáng suốt hết. Nếu mình á cho nó mà thương đó, cũng quyền thương là trong cái là mọi cách thương mà mẹ cha trên đầu á, anh mở cho mình là được cái nhãn quan để cho mình thấy đường mình đi đúng sai. Chứ bây giờ nó chậm quá rồi mà lỡ nó lạc đường rồi quẹo đi quẹo lại rồi trở lại nữa chứ chả đó vậy đó mà dạy đi như thằng vậy đó. Mà chưa thấy em út nó cũng biết
rồi nói chuyện vậy là quấn rồi. Đa tạ cô hai. Đó, vậy đó thôi chứ đòi sáng gì nữa. Vô Phật. Chừng nào mà cô hai lên đi, cô hai lên ở đây nè, cái con Nhi nó cho con hay đi bà kho điện qua bển được con qua để chào cô. Cô nói cái nghe nè, tại cô cũng gì già chuyện vậy lắm. Đi lên cũng bình điện hai lần đi với người ta. Rồi giờ em muốn nghĩ coi người ta về rồi mình ghé thăm người thăm như thăm bậy, mình không có được ở nếp nó cách chữ mình không có ghé vậy. Sao bà già sao bà đẹp quá vậy? Con của mẹ, con của cha mẹ đẹp vậy đó. Biết sao không? Già thờ răng cỏ không còn, húp thờ cái nước nó cũng ngon như thường. Bà cố là gì á, chính xác. Bà kêu là bằng con đó, chính xác bà không có gì vậy đâu. Đó nam nữ nam tỉnh đi ra tới ngoài đi thờ mấy bà này làm mời mình cho đôi dùng là bình thường gì đi. Đàn vô hùng vậy là lúc trước là nó đi là đi mở phòng bán vậy rồi hả cô Năm? Cô hai lúc đó đi là đi với cô Năm đẹp là đi mở phòng bán Hà Nội hay gì cô hai? Đi năm người, đi năm người, năm tỉnh không được đi 6 người mà không được đi 4 người. Ừ, đúng nói vậy đó cho nên vậy đó đi 4, 5 người nữ. Dạ cái này như cái cơ đó cô hai. Dạ. Này là cũng như là cái cơ đó nghe cô. Dạ. Cô hai ơi, con nói cho cô nghe nè, cô cũng là đầy đủ hết rồi mà con còn thiếu sót nha. Con biết cái gì là con nói cái nấy. Là con nói những câu như gì? Ai mà tu tịnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Gán lo niệm Phật mà Phật lo cho mình. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí mà dành tư làm gì. Sao đây nhiều chuyện dĩ kỳ, để sao cho biết gì thì vắng ngôi. Tại sao chẳng cúng chè thôi, bởi vì tặng thế Phật tôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại chẳng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham. Lầu đài, cái Nam Mô Di Đà Phật chào cô hai à. Đúng rồi, cái đó của thầy nói mà. Ai có thuộc mà. Cái Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ con nói với cô hai nghe, con có biết chữ đâu. Mà cũng như là được cái tâm linh cha mẹ rồi cho con được cái huệ tâm, huệ tánh, huệ nhĩ, huệ nhãn sáng suốt, mở trí thông minh, nhìn xa hiểu rộng, nhìn đâu thấu nấy, thấu cho được người tà người chánh. Nam Mô A Di Đà Phật chào cô. Dạ. Cô á là hai về đừng có cơm đi lắm mà cô cũng không biết có gặp con bên ngoài cũng không nhớ nữa đó. Môn Phật. Con nhớ gặp cô không? Dạ con không biết nữa, con thì ít có đi lắm. À, con ở tại nhà là nhiều mà có chị Năm mình á thì đi nhiều, còn con á thì ở trong nhà hoài vậy đó, ít có đi đâu lắm. Mình nói vụ đi nhiều là đi không. Nó đi là cái điều này không có thể đọc điều ai cũng giống nhau được đâu. Tại vì cũng như cái người là ở tại nhà có công việc nhà và giữ cái gì đó, họ phải làm cái gì đó tại nơi tại chỗ. Còn cái người á, người ta phải đi á, dẫn hành các nơi các chỗ để làm nhiệm vụ gì của trong cái cơ quan hoặc là trong cái. Cái Nam Mô Di Đà Phật già. Như cô nè, cô cũng thường tham hoài mà cô tham, cô sợ có lỗi. Cô nói ơi trời ơi,
sao ai cũng được ở nhà sung sướng, còn tôi hả 70 mấy rồi không biết chừng nào tôi được ở nhà đây. Chị nói vậy đi, chị nói đi nè, chị nói với bà đi nè. Cô đi được lắm đó, bà đều nói thật nha, không phải chỗ nào cô cũng đến. Nếu ở trên đầu cô á, theo bốn cô là có người lái đi đó lái đi đâu là nhé, chứ cô không phải tự động mà ăn chung với đâu mà lẽ được. Con nói cho cô Hai nghe nè, con nhìn cô Hai á nằm bên mấy bà, thành thử ra con rất là mến mộ. Tại vì con ở nằm bên mấy bà, thành thử con nhìn cô Hai là dồn vô là cô biết rồi. Con rất là mến mộ cô Hai nhiều lắm. Bởi vì con cũng nằm bên mấy bà, thành thử con nhìn cô Hai là nằm bên mấy bà. Con để nói cho con nghe như thế này nè, bên này cũng nằm đúng hết chứ, tại vì nếu mà mình là chưa ăn là ở trên cái ngành nào cần mình dạy mình đi làm gì đó, người ta cần đó mình cũng ra cố gắng mà làm gì. Bởi vì giống như là có mình như bây giờ, nếu không như đâu có cầm cái đi lên đồ muốn cầm có cầm tới bây giờ. Nếu ở cái qua con cầm cái ly dùm quay thì cô Hai là cầm lên liền. Thấy vậy đó, thành ra mình không nói bên nào hết trơn, bên nào sai mình cũng được hết trơn á. Sao phải không? Dạ. Mình kia. Dạ dạ. Mà được tay mình làm được, người ta mới nghe tay. Chứ ai mình mà mình không cố gắng làm thì mình đỡ cầm cái ly bể như đi về nhà. Vậy là quá giỏi và quá hay rồi. Khổ gắng làm cho đã ở trên trai mà có biết ở trên trai là nhờ ai không, nhờ ai sai không, nhờ mẹ đó lập kế đó đã cứu mình từ này đó cơ. Dạ dạ. Mẹ ai mà thắng thần tiên nè, trên trên nó cũ luôn, trên trước là sai mình. Dạ dạ, thôi giờ bà cô Hai ơi, chị Năm Đẹp nói chuyện với chị Năm Đẹp đi, con nói cô Hai từ giờ cũng nhiều rồi nè chị. Dạ. 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 Thì bà tỷ thì bà cũng ăn thật nói thật làm thiệt. À, có sao bà nói vậy? Thì bà nói bà thấy tỷ nằm ở trong cung mẹ của mấy bà, thì tỷ cũng nằm trong mấy bà quý mơ mộ quý mến. Thì nhiều khi á cái lời người kia nói nhiều khi sơ xích thì nó hay nó nhiều người không hổ lý á. Thì nó cũng khổ cho cái phần xác, nhưng mà tỷ ăn thật nói thật làm thiệt. Thì bởi vì cho nên về mấy cái pháp của thầy hồi nãy đó thì cũng bên cái Hồng Thiên chỉ về, nhưng mà pháp mấy cô lưu thầy chính xác chỉ anh cũng biết lắm. Giờ cho nên đó thì gặp Hai là mến mộ, cho nên là già là Hai trẻ là tỷ trẻ nói được cho người nghe. À, cái này Hai chị em mình không thể cần phải nói nhiều đâu. Một phần ngày trước kia là nếu mình không ta cùng chung hội, dạ, dạ, đồng hội đồng thiền thì mình đâu có đường tiện đi cái Hà Nội gì đó đó em. Dạ. Đi rồi bây giờ đi có năm nữa mà. Dạ. Dạ. Là mình lựa bỏ trên đầu dọn rồi, dạ, cho nên mình có đi cái nhà gọi là mình là đồng hội đồng tiền, dạ, nhưng mà cái gì nữa một chữ giờ một kia, dạ, rồi lấy cái nhỏ cái mà là trong tâm nhớ nhau hoài đó gì đó, dạ. Như tỷ em là bây giờ mình đâu cần phải nói gì. Dạ, đúng rồi. Đó, nào cái vòng xung kết thì đó, đó bây giờ rồi.
gì nữa. Bởi vì đâu còn nói nữa, nhưng mà còn gì đâu tí ơi, nói làm chi cho thì buồn, còn gì đâu mà nói, chu kỳ khối sắp lên thang rồi, lên thang nó có theo thầy Tây An, gác mà chỉ phải lang thang xứ nọ qua xứ kia, dạy ai nấy đông mới an toàn đạo tư ân, phải không? Em lên sân chẳng để em hát đâu, dốt nát biết chữ chỉ biết em mừng. Dạ. Dạ. Anh đi biết đi đâu cũng biết em là đồ chạy. Dạ. Đi đâu chắc đi lần kia thì nói, thì nói vậy thôi chứ em có biết gì đâu. Lên cơn chạm điện thì hát có biết gì đâu, thân thì dốt nát. Dạ. Tại vì đi theo con đường của cha mẹ của tỷ. Dạ. Ai có tỷ rồi đó, có một bài bé. Dạ. Đi theo con đường của cha mẹ. Dạ. Đâu thì về tỷ cũng thế đó. Dạ. 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 Rồi cũng chúc mừng cho tỷ. À bây giờ cũng hoàn toàn sứ mạng. Rồi mũi báo cáo cho tỷ nghe một tin hình này. Bữa nay ngày 19 cũng định ông thẻ chú chỉnh hành. Ngày 20-21 là cúng bà cố hỷ về thượng đổng hỷ bên miếu này, tỷ có về được không? Rồi bữa 22-23 là bắt đầu về bà, về bên bà ông gò máu, sư gò máu. Thì nói cho mà nghe nè, tại vì là bữa nào tỷ về nhà ông gì? Chỗ ông cố hả tỷ? Ông cố của Nguyện hả? 21 hả? Ờ đúng rồi, đúng rồi, ai cũng phải có mặt mà. Ở đây con chị anh. Cũng mấy chút thì về với em. Chị chỉnh đồ ăn đợi chỉnh nhóc chỉnh rồi gà già. Em ở chơi đi. Rồi, chị qua đó chị gặp, chị em mình gặp nha. Dạ. Nhỏ em hồi nãy nó có đi nữa thì mình sẽ gặp nó nữa. Dạ, có duyên thì gặp nhau mà. Dạ, có duyên thì gặp nhau. Thì em cũng sắp xếp. Chị nói như thế này nè. Người ta nghe là những cái phần mà về mũi khẩu đi nói là có nhiều ơi người ta về tâm kiếp này dầm dầm nè, đem về đi lên tâm dung rồi bỏ đi khi người ta ra là tự tâm dung hoặc là người này tốt của tiên thân tâm cháu qua cái thân này vậy em bình ăn cơm đi. Dạ. Dạ rồi đã tạ không biết cho nên tỷ có món là cái sáng là nghi là vậy là cũng dễ thương. Dạ. Dạ. Thôi bà ơi, tôi ghét mấy anh chàng lắm bà ơi, theo phá tôi hoài, quậy tôi hoài nè. Bây giờ chúc tất cả trong một gia đình của mình. Dạ. Hát một tin mừng cho bà hai. Dạ. Rồi. Đa tạ con nít. Đa tạ công đức tỷ hiền. À, có duyên thì hữu duyên lên bà ông cố gặp nhau ha. Dạ. Bởi bây giờ già, bởi giờ mình phải chị em mình phải tỉnh. Tới đấy một mai qua cơn mê, chị em mình tu tỉnh để kiếm đường về chứ. Ở ta bà này khổ quá. Dạ. Thì đó. Thì chị em mình gắng vượt lên, đừng mà tìm về kìa về ngâu chứ. À. Con trai mình làm để mà. Thì rồi thì đó
Rồi một mai qua cơn mê sâu càng lại thành dòng xuôi ngược về An Giang. Ngày đó ta em cần trên cuộc đời thật đành mở toàn chiến trên mây. Con về như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Như lá hoa thật vậy, trái yêu thương đầy cánh. Tỷ ơi chị em ta phải đem cho chim hò mình, phải không? Ê, chị thấy con gà em tận không đủ nước mà lên cơn chạm điện hát ca. Thì bây giờ mình vui vẻ để ra tiền đi. Buồn phiền thì xách bên tạc hả tỷ ha, với em mình vậy mà. Rồi đa tạ công đức, bye bye chiều, hung tái.